Need for Switch chứ không phải là Need for Speed. Nhiệm vụ làm gì? Kéo hết tất cả kẹo về nhà máy gì đó. Đây có vẻ như là mình mấy friend, đáp lẽ để di chuyển. Wow, fucking wow. Nhìn những viên kẹo ngọt kìa mấy friend. Có hấp dẫn không? Có nút ship kìa. Wow, nút ship là tăng tốc. À, ừ. Ơ? Mình vừa ăn một cái cây to kìa mấy friend. Ui da. Ơ? 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 Càng to là ăn được càng nhiều kẹo to mấy friend ạ. Let's go! Mình không thể dừng lại nữa mấy friend ơi. Help! Hồi nãy cái màu xanh nó còn đầy mình, bây giờ mình ăn luôn đó mấy friend ạ. I can't stop mấy friend ơi. Combo 114 rồi. I can't stop. Somebody help. Gái ai đó đi giúp mình cho mấy friend này. Mình bị cuốn vào đây rồi. Nhom 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 nhom. Nobody can stop me. Ơ, mất mất combo của tôi rồi. Không ăn được cái bánh to kìa. Có lẽ là mình phải to hơn rồi mình mới ăn được cái bánh đó. Hiện tại là mình 54cm rồi. 56cm. 57cm. Ba cái bánh một lúc. Bây giờ mình không ăn bánh nhỏ nữa, mình chỉ ăn bánh lớn thôi. Thì cứ mấy viên kẹo lớn thì mới gọi là vừa miệng của mình mấy friend ạ. 63cm. Ô, có mấy cái đang chờ mình bên này này. Hello. Somebody stop me my friend. Woo! À, ăn được mấy bánh màu vàng này rồi. Trước khi qua bên kia mình phải đớp hết mấy cái này cái nè. Hình như mình qua được màn tiếp theo rồi mấy friend ạ. Cái bức tường kia bây giờ là có thể phá vỡ rồi. Let's go. Qua màn. Nobody can stop me. Nuốt hết tất cả mọi thứ mấy friend. 106cm. Nhom 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 nhom. Nếu mấy friend được ăn từng này kẹo mấy friend sẽ thấy thế nào? Rất là giòn mót mấy friend ạ. Ừ, này thì cản đường nhau. Wow. Mình đã đến được thành phố lớn hơn rồi mấy friend. Cho ăn cái thành này không? Ô oh, cái bánh này to. Ô oh, cái bánh này to cũng ăn được đấy. Holy shit. Nom 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 nom. Nothing can stop me now. Càng ngày mình ăn được càng mấy cái bánh lớn mấy friend ạ. Bình thường mấy cái bánh này gọi là chỉ có tác dụng cản đường mình, nhưng mà bây giờ thì sao? Xem ai cản đường ai đây. 192cm. Ăn được cái này luôn. Fuck. Ăn được cái bánh lớn chưa? Ăn được bánh lớn luôn kìa mấy friend. Wow, mình tự hào về bản thân quá. Bay vào mồm tao nào bonus. Hay lắm đồ đất. Đó, cột này có vẻ hơi to đấy nhỉ. Để mình nuốt luôn. Bánh lớn này, hàng rào lớn này. Hello? Hello? Hè. Cái gì đấy? Màn tiếp theo à? Có vẻ như vậy mấy friend ạ. Mấy friend có vẻ nhận thức về sức khỏe tốt đấy. Biết ăn nhiều là tiểu đường là tốt đấy. Không biết là hết game rồi hay sao mà tự nhiên mình lại quay vào đây biết. Mình tiếp tục chơi tại vì sao? Tại vì game này lôi cuốn quá là một. Thứ hai là nhạc hay quá. Cho nên là mình sẽ tiếp tục chơi một tí nữa.
Let's go full speed hết nhạc rồi. Buồn đời rồi. Buồn đời lao vào đây thôi. Lỗi game rồi mấy bạn ơi. Bây giờ có cái tam giác nó kẹp, bây giờ sao đi? Lỗi rồi, lỗi game rồi. Lỗi game rồi, xin thông báo mấy bạn là lỗi game rồi. Theo như logic là không được có cái tam giác ở đây đâu. Giờ sao đây? Game này mình lượm lên x.io đó mấy bạn. Oh my god, lỗi rồi. Có cái tam giác thì khó lái lắm. Hết game my friend. Bạn đã kết thúc game trong vòng 5 phút 41 giây. Thank you.